Cô xin chào các bạn á, thì hôm nay là thứ bảy, mình sẽ quay lại con ạ của anh Danh ở server cụm 300 nha mọi người. Thì hôm nay là cô sẽ đi giải siêu cấp cho các bạn xem. Thì mấy hôm nay nói chung là cũng cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ mình rất là nhiều, nhưng mà do là mưa với lại bận ấy các bạn, cho nên là không lên được nhiều video giải siêu cấp với Danh nữa. Thì trước khi vào video thì mình thương mại một tí xíu, đó chính là bạn nào cần nạp mốc ngày hôm nay, cần mua nick Nimobi, hay là các bạn đang cần thanh lý, hay là cần bán hộ nick Nimobi, thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú qua Zalo hoặc là số điện thoại giùm mình nha. Và các bạn, đối với những bạn khách mới hay là những bạn khách cũ, thì trước khi giao dịch các bạn nên gọi vào số điện thoại của Cú hoặc là call video để xác nhận xem là các bạn có đang giao dịch chuẩn với mình hay không. Thì rất mong là các bạn bỏ một iVoox ra để check thật kỹ trước khi giao dịch nhé. Tại vì hiện tại thì Cú đang bị giả mạo rất là nhiều. Và Cú đến chính là một xíu nữa, đó là mình xuất thân là giao dịch viên mà được anh em ủng hộ hơn 2 năm nay rồi. Còn về YouTube thì Cú chỉ làm video vui cho các bạn, cho nên nếu như bạn nào thích xem mình bắn, thích xem mình quay này quay kia vui vẻ thì các bạn xem ủng hộ. Còn nếu như các bạn không thích kiểu làm video của Cú thì các bạn cũng không cần phải xem. Và các bạn chỉ cần ủng hộ mình những cái như là cài thuê, nạp mốc, hay là thanh lý nick, hay là bán nick, hay là mua nick bên mình là ok ha. Thì tại vì có một số bạn không hiểu, nói là mình làm YouTube sao mà mình không cải thiện nội dung, như là lên này lên kia. Cái thứ hai nữa, tại sao là mình cứ nhắc vài về cái việc mà kêu gọi các bạn ủng hộ mua nick hay là bán nick hay là nạp mốc, thì cái đó là công việc chính của mình. Thành ra là mỗi video nào mình cũng phải nhắc lại cho các bạn. Thứ nhất là ủng hộ Cú về những con ạc nè, mốc nạp, hay là thanh lý nick, hay là bán nick hộ gì đó. Thì nói chung khi mà các bạn cần thì các bạn liên hệ mình, còn các bạn không cần thì thôi, các bạn vẫn xem video vui vẻ bình thường. Còn đối với video ấy thì Cú cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều. Cú chỉ quay những cái nick mà hiện tại mình đang cài thuê và có mối quan hệ với chủ nick, là kiểu như là cũng thân thiết và có quyền ra vào và sử dụng, di chuyển này kia các kiểu. Chứ mình không có đi mượn nhiều nick của mọi người để show mỗi một ngày là một ạc khác nhau là không có nha. Cú chỉ tập trung vào những cái video như là danh trại, giải siêu cấp, bắn vui vẻ cho các bạn xem là chính thôi ha. Thì bây giờ là Cú sẽ đi những cái trận đầu tiên. Thì ở đây là Cú sẽ sử dụng cho mình, đó chính là Super Karaoke và kết hợp với đó là Bet Rồng. Thì đây là chuẩn một cái combo đam ha. Thì nếu như mà chúng ta, nhưng mà không phải Cú mang đam là sẽ chơi đam nhé. Nếu như mà gặp những cái bạn mà VIP thì Cú cũng có thể chơi đào, hoặc là gặp những cái đối thủ mà chơi đào chúng ta ấy các bạn. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái trận đấu đầu tiên. Tại vì nick này hiện tại thì các bạn cũng thấy vàng nó đang rất là hạn hẹp. Nếu như mà Cú di chuyển sang qua búa thì nó sẽ tốn của chủ nick nữa. Cho nên nếu như mà chúng ta bị đào thì coi như xui đi. Còn nếu như may mắn mà chúng ta vẫn sống sót thì chúng ta sẽ đào lại nha mọi người. Hiện tại là đang ở gà 10, mà với cái trình bắn của Cú thì các bạn cũng biết rồi, nó chỉ tạm ổn thôi. Và phải gọi là thí dụ như thang điểm của bắn được 10 điểm đi thì mình chắc khoảng 7 điểm thôi. Tại vì bắn chỉ được mỗi siêu cao. Với lại cái phần tính tên của Cú thì rất là gà luôn các bạn. Bởi vậy vì sao mà những cái nick mà anh Thuận đi thì ảnh win rất là nhiều, và ảnh nói chung là ảnh có thể biến hóa được rất là nhiều góc bắn và chiến thuật. Còn đối với Cú thì chỉ đo xương xương thôi, còn những góc thấp đồ thì bao rất là khó. Thì chắc hẳn là mình sẽ làm một cái video test về Super Rồng Nước cho các bạn xem. Thì thắng thua đối với Cú thì thật sự là nó không quan trọng nha, chứ bạn cũng xem vui thôi. Nếu như chúng ta may mắn thì thắng, còn xui thì thua. Bây giờ là một pha đào của anh Thắng Lâm Vô. Thì đây cũng là một nick khá là mạnh nha các bạn. Toàn rồi, chắc là bay màu rồi. Tại vì qua búa mà không có hiệu ứng miễn kháng, thành ra là chúng ta đã bị chôn rồi nha các bạn. Sukana. Không biết là Cú có nên di chuyển sang cái vũ khí khác không nhỉ? Chứ cảm giác lên trên đây thôi đi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang con Phượng Hoàng đi nha các bạn, để chúng ta có cái điểm nhanh nhẹn cao một xíu. Rồi chúng ta sẽ sử dụng Kara, vẫn là Kara đi. Bây giờ thì cái việc mà các bạn có bow ấy nó rất là khó, chứ không phải như ngày xưa mà chỉ cần các bạn bị con bé thổi, hay là bị bị con bé thổi, hoặc là bị bắn nhẹ thì các bạn có bow. Là không phải nha mọi người, bây giờ nó rất là khó. Ván này thì tiếp tục chúng ta gặp Panda. Bây giờ chúng ta lên gà 10 thì đa số là chúng ta sẽ gặp những bạn đối thủ rất là mạnh luôn. Và thật sự ở tầm này thì chỉ ăn vào phần may mắn như là Rick hay Ngọc thôi nha các bạn. Chứ về cái trình thì chắc là Cú thua xa mấy anh này rồi. Tại vì họ rất là chuyên nghiệp, họ rất là VIP. Bây giờ thì Cú sẽ sử dụng một pha full dam kèm với skill của Phượng Hoàng.
Mỗi tia thì chỉ gây ra là được 1.200 máu nha các bạn. Thì nói chung là cảm ơn anh em rất là nhiều, hồi sáng giờ ủng hộ mình những cái móc nhỏ, cũng được vài nick móc to. Nhưng mà cú thì sẽ không có BR nhiều, tại vì nhiều khi những cái nick của những ông anh mình họ không thích lên video hay là lên BR ấy các bạn, cho nên là họ chơi ẩn. Bây giờ sẽ là một pha full dam vào bowl. Thì đây là một pha chạy ngọc, không biết là bạo kích, hình như là bạo kích, cú thấy chữ O nha các bạn. 23.000 máu cho một tia, rất là mạnh luôn. Ok, có thắng được một trận danh dự là cũng ok rồi hết các bạn. Thì hồi sáng giờ mình bị dính mấy cái kèo zin đấy mọi người. Zin thì tầm này Vinagame nó xử lý khá là chậm, tại vì các bạn cũng biết là thứ nhất cũng không biết là lý do gì, nhưng mà chắc là do dịch hoặc là có một số vấn đề gì đó, ít nhân sự hay sao ấy. Nhưng mà kèo zin thì thường thường là ngày xưa ấy là chỉ cần đổi một tầm 20 phút hoặc là 30 phút là nó đã xử lý xong. Ở những cái ngày thường chỉ có cuối tuần hoặc là các bạn làm tối hù ấy, cỡ 9-10 giờ thì nó mới bị lâu một tí xíu thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ ấy thì ngày hôm qua là cú đổi 4 cái ạc riêng giao dịch trung gian cho khách là khoảng từ 10 cho đến 12 giờ trưa. Nhưng mà sáng nay tận tới sáng hôm nay thì khoảng 9-10 giờ thì cú mới nhận được thông báo là xong cả một lần 4 nick luôn các bạn. Ngon lành, nhưng mà đợi hơi lâu nha. Thì về cái vấn đề này thì nói chung là anh em cũng chịu nghe mình nói, tại vì có nhiều bạn không biết, cứ tính là mình có thẩm quyền mình thay cái là xong. Không phải nha mọi người, liên kết Zalo thì nó mới nhanh, còn liên kết Zin ấy thì cú chỉ là người giao dịch và thay thông tin cho bạn, tức là gửi cái yêu cầu lên Vinagame và sau đó là chúng ta nhờ nhân viên nó đấy. Ok anh đi đi, nhờ nhân viên nó sẽ duyệt, rồi khi nào mà nó duyệt đó thì là chuyện của nó. Thành ra là cú cũng hay chia sẻ với các bạn là cú chỉ đổi thông tin và sau khi là hai bên đã giúp cú xác nhận cái yêu cầu đó gửi đi rồi thì cả ba cùng ngồi chờ thôi nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta gặp bạn UC level 40 và bạn này hình như là ở bên cụm 519, cũng là một trong những nick mà có lực chiến khá là cao và hình như cũng có nhúng tay vào một xíu vào cái chòm nha các bạn. Chắc là có nhúng tay vào chòm rồi. Thì đây là một pha ném chay, một cái pha bạo kích của bạn ấy phải gọi rất là mạnh ha mọi người. Lấy đi của cú khá là nhiều máu luôn các bạn. Hết cây máu con bé. Ok. Ôi giời. Đối với những cái nick này ấy thì các bạn cũng biết rồi, nó rất là mạnh. Nếu như mà chúng ta xui xui mà chúng ta ăn một cái một pha bạo kích hoặc là một pha hạt nhân ấy thì cũng sẽ bay màu bình thường nha mọi người. Thì đây là một pha ném xin bét của mình, gây ra được 8.800 máu các bạn. Bây giờ thì nói chung là đối thủ của chúng ta đây là một bạn đối thủ khá là mạnh. Và chúng ta không may là ăn một cái pha bạo kích rồi, thành ra là bây giờ là phải cẩn thận hơn nhé mọi người. Bây giờ là cú sẽ bay lên vị trí ở trên và sẽ ra một pha bâu, hy vọng là sẽ chạy ngọc nhé. Chứ nếu như không chạy ngọc thì rất khó để thắng bạn ấy nha mọi người. Ôi, chỉ được có 1.100 máu một tia thôi mọi người. Và một pha rig là được 6.000 máu. Tiếp tục là bạn ấy vẫn bị phong ấn nha các bạn. Toàn rồi. Xuyên giáp. Bây giờ thì cú cũng bị phong ấn luôn rồi các bạn ơi. Ôm thôi. Bây giờ chúng ta lại có nguy cơ thua khá là cao nha. Bạn ấy thì được gió nó ủng hộ nữa, còn riêng về cú thì xui phết nha. Thì đây là một pha full dam vào bowl luôn. Thôi toang rồi, hạt nhân thì làm sao mà sống.
miễn kháng thì vẫn chết bình thường nha các bạn. 7.000 máu trên một tia, rất là mạnh luôn. Hơi bị phê ở ván này nha. Phế chứ không phải phê mà là phế. Hình như là bạn ấy cũng gần 500k lượt chiến nha các bạn. Cú cũng không biết nữa, nhưng mà cú cảm giác là bạn ấy rất là mạnh và rất là kiểu như là chúng ta rất là khó để mà thắng được. Thật sự nếu như mà chúng ta không có nhiều Faric hoặc là cũng không có nếu như mà bao tông thường thì các bạn thấy là đâu có mất quá nhiều máu đâu, chỉ có Rick hoặc là chạy ngọc thì mới nhiều thôi. Bây giờ tiếp tục là cảnh bóng đá toàn nữa rồi các bạn ơi, cứ văng liên tục nha, chán phết đấy. Hồi nãy tới giờ bắn chưa được 4 trận hả, 5 trận gì nữa mà nó văng 3-4 lần rồi các bạn. Cứ như thế này thì nó mất đi những cái tên đầu của chúng ta rất là xui luôn. Bởi vì cái ván đầu tiên khi nãy gặp bạn 40 và cả một cái quán kia cũng bị văng nữa, mất đi cái tên đầu là nó rất là bất lợi các bạn. Tại vì tên đầu các bạn có thể là thí dụ như chúng ta không đam được, nhưng mà cũng ta cũng tích lượt được để có thể ném những cái pha bét liên tục. Ở tầm này ấy thì nếu như mà các bạn chơi đào ấy thì chúng ta sợ miễn kháng, và chúng ta chơi đam ấy thì về cái việc tính tên hay là may mắn của chúng ta thì sẽ khá là ít hơn so với đối thủ, cứ cảm giác như vậy luôn. Thì chắc là pha đào phía sau rồi. Hồi nãy giờ hình như là chúng ta chưa gặp một cái cảnh cứng nào giờ các bạn. Tiếp tục là một pha băng nha. Hy vọng là miễn kháng của chúng ta nó sẽ nổ nha các bạn. Rồi xong, bay màu tiếp tục. Chán phết không? Chắc là chúng ta cũng phải nên sử dụng vũ khí đào rồi mọi người ơi. Chứ nếu như mà cứ sử dụng Kara như thế này thì thật sự là không thể nào mà chúng ta có thể win được nha. Thì chắc là cú sẽ sử dụng cho mình là phi tiêu luôn đi các bạn. Thôi đi, sử dụng bơm đi. Bơm thì nó góc thấp nữa mới chết chứ. Đấy, vừa đổi sang bơm mai răng thì nó lại sang một cái cảnh cứng. Các bạn thấy các bạn thấy chưa? Các bạn thấy bực bội không? Cực kỳ là bực bội luôn. Hình như là nó đang chiêu đùa mình đấy các bạn. Tiếp tục là hai pha băng nha. Thì ở hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ sử dụng như vậy thôi. Luôn liên tục là những cái combo của Phượng Hoàng. Thì đây là một pha full dam kèm với skill. Thì cũng sẽ đứng cao cao. Nói chung là đứng như thế nào mà để cho bạn ấy khó để mà bâu được chúng ta ấy. Thì đây là một pha full dam kèm với skill. Và may mắn là có liên kết và cả thần báu nữa nha các bạn. Bây giờ còn gì nữa để mất thì thôi cứ đam thôi. Ok. Bạn Banda này thì hình như là cú cảm giác là bạn ấy cũng không mạnh cho lắm nha mọi người. Tại một pha full dam của mình kèm với đó là một pha tầng báo thì hầu như là đã lấy đi khá là nhiều máu của bạn ấy. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị ăn bạo kích hay là hạt nhân nha. Chứ nếu như thua quá nhiều, khi mà các bạn cầm một cái nick cũng tầm hơn 600k lượt chiến mà các bạn thua quá nhiều thì nó cũng kỳ. Cũng cho mình thắng vài trận danh dự chứ nhở. Thì đây là một pha lấy tên, nhưng mà khá là xui cho bạn ấy khi mà pha lấy tên của bạn ấy lại chạy thần báo nha mọi người. Vui phết nhở. Bởi vậy thần báo nó luôn là hai mặt nha. Thôi toàn tên ở đâu mà lắm thế nhở. Đáng lẽ một pha băng đó là nó phải nhả ra cho chúng ta chứ. Hạt nhân thần báo nữa kìa mọi người. Đừng rít. Ôi giời ơi, rất là may mắn khi mà bạn ấy đã ném đi một cái skill của Phượng Hoàng rồi. Chứ nếu như mà bạn ấy còn ném bét thì chúng ta rất là mệt nha. Hy vọng là đừng có risk xảy ra ở đây. 2.000 mấy. Ôi giời ơi, rất là may mắn cho cú luôn. Ở đây thì chúng ta có 80 tên và bạn ấy cũng nhanh chân phết nha. Mình chưa kịp ném vào mồm thì đã bay rồi, đã chạy rồi. Khi mà các bạn sử dụng cho mình Phượng Hoàng và cả một cái vũ khí wow boom mate thì cái lượng sát thương của các bạn ấy với lại cái lượng thủ của mọi người á, kiểu như là nó bị yếu dần. Nó yếu rất là nhiều so với các bạn mà sử dụng Kara và cả bét rồng. Cái này cũng nói thật luôn chứ không phải là mình biện minh nha.
Khi mà các bạn sử dụng cái combo này ấy, thì bắt buộc là các bạn phải có cái tỷ lệ may mắn cao hơn đối thủ của chúng ta thì các bạn mới thắng được, chứ còn nếu không thì rất là khó. Thôi toang rồi, sao đéo có góc có ơ gì hết nhờ. Thì đây là một pha đào của Cú nha. 3 lượt, 4 lượt. Ồ, rất may mắn là vừa đủ để chôn bạn ấy luôn. Chứ nếu trong tình cảnh này Cú sử dụng skill thì sẽ không đủ sát thương để kết thúc bạn ở pha đầu tiên đâu. Nếu như mà không có ngọc bảo kích hay là hạt nhân thì rất là khó nha các bạn. Đây, tiếp tục là Banda. Gặp như thế này chúng ta có vẻ như chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn một tí xíu, thì chúng ta sẽ có động lực hơn các bạn. Chứ bây giờ mà gặp mấy anh top, mấy ảnh giả mình giết mà mình nản, mình không muốn quay luôn ấy. Thì đây tiếp tục là một pha băng. Thì nói chung là cảm ơn anh em rất là nhiều. Những ngày qua những cái nick tầm trung từ 1 đến 2 triệu thì các bạn càng quét rất là kinh khủng nha. Hiện tại bên Cú thì nói chung là cũng còn vài nick, nhưng mà các bạn yên tâm, tầm đó là tầm của mình. Thành ra là việc mà mình tìm cho các bạn những cái nick như vậy ấy nó khá là dễ thôi. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ rất là nhiều ha. Thì bây giờ tiếp tục là một pha full đăng. Thì bạn nào đang cần tìm mua thì các bạn liên hệ với mình qua Zalo hoặc là số điện thoại. Chúng ta bị mít đi 2 tia và mỗi tia chúng ta gây ra cho bạn ấy chỉ được khoảng 900 máu thôi các bạn. Cũng rất là trâu ấy. Tại vì ở những cái pha bắn đầu tiên thì nó sẽ trừ đi 50% máu của nhân vật và 50% máu của pet. Thành ra những pha đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta bắn yếu và những pha về sau thì nó sẽ mạnh hơn. Thì không phải nha mọi người, lúc đầu là Cú cũng tính là nó bị kiểu như là nó muốn cho nhiêu cho ấy, nhưng mà sau khi mà Cú tham khảo lại thì Cú mới biết là những cái tia đầu tiên nó sẽ trừ vào máu bét và nó sẽ trừ vào máu nhân vật. Khi hết máu bét thì nó bắt đầu mới trừ nguyên sát thương vào nhân vật nha. Wow, một tia ném chay lên đến 5.000 mấy máu. Thì tiếp tục đây là một pha Bunda. Pha Bulldown này may mắn của Cú là chạy hạt nhân nha. Đa số Cú để ý cái ngọc ấy nó luôn là hiếp yếu thôi các bạn. Gặp những đối thủ nặng ký ấy thì các bạn mong là nó ra nhưng mà nó lại không ra. Còn đối với khi mà các bạn gặp những bạn đối thủ yếu ấy thì ngọc của chúng ta luôn là best, chạy rất là nhiều. Bay sang nhưng mà rất tiếc là bạn ấy chưa có bow nha mọi người. Chắc là gần có bow rồi mới bay sang ấy. Rồi băng là chắc có bow rồi. Ok, bạn này cũng là một bạn rất là biết cách để mà dồn sát thương nha mọi người. Rồi xong luôn, miễn kháng, miễn kháng. Ok, đừng rít. Rất may mắn cho Cú là hầu như là Cú mạnh hơn bạn ấy rất là nhiều nha. Kỳ này thì bạn ấy chạy không kịp rồi mọi người. Hên thật. Bây giờ thì chúng ta gặp Conan ở gà 3. Gặp như vậy thì bắn cái gì các bạn? Toàn rồi. Ổng cho ăn vài cái bánh xe là lên mộ ngay. Ôi, tiếp tục lại bị giăng các bạn, tức phết ấy. Khi mà vào thì các bạn sẽ bị mất rất là nhiều thôn luôn. Bởi vậy vì sao mà Cú mới nói với mọi người đấy, cái game bây giờ thật sự là về cái fit mà văn lắc này vẫn chưa thấy gì cả các bạn. Tạm thời là cứ bia bơm đào đi, chứ bây giờ Cú cũng không biết là anh ấy đã làm gì nữa. Thì chỉ hy vọng là hạt nhân nó ra thôi nha mọi người. Đấy, phòng ẩn, ngon. Thôi bò trốn mẹ nó rồi. Đừng có bò trốn anh ơi, để em ném cục băng em qua em đào. Ô, một pha ném hạt nhân không trúng vào mình luôn các bạn. Bây giờ là bắt đầu là cái công nghệ siêu cao của Cú phải được phát huy triệt để nha. Chuẩn nha, chuẩn nha, chuẩn nha. Ok luôn. Rất là hay. Bây giờ thì Cú sẽ bay lên vị trí ở trên đầu của anh ấy để đào xuống. Thì hy vọng không có pha miễn kháng nào xảy ra để mình luộc Conan một ván nha các bạn. Cho biết cái mùi là thắng top là nó như thế nào. Đấy, lơ mơ là các bạn sẽ bỏ đi. Cơ hội thì sẽ không đến hai lần nha mọi người. Rồi luôn, thật luôn, cơ hội không đến hai lần rồi. Quá gà cho một cái pha đào của Cú các bạn. Tiếp tục là anh ấy vẫn bị phong ấn, hình như là phong ấn do cái cũ ấy. Những cái pha ném chay của Conan rất là bá đạo.
Và rất may mắn cho Cứu khi mà anh ấy sử dụng xe hơi, bởi vì xe hơi sẽ là một trong những cái loại vũ khí mà thật sự là nó sẽ không có, kiểu như là nó sẽ không có gốc ấn tượng. Ok, bây giờ là chúng ta có skill của Phượng Hoàng rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời cho Cứu luôn. Thì đây là một hoa đào giết chết được cô Ninh. Thật sự cũng không vẻ vang gì, nó hơi bẩn một tí xíu. Nhưng mà thật sự thì nếu như mà chơi down thì chúng ta không có cửa đâu nha các bạn. Các bạn với bằng chứng là các bạn cũng thấy một hoa ném chay hạt nhân mà rít lên đến 13.000 máu. Tức là nhân đôi lên là một hoa ném chay hạt nhân là lên đến 26.000 máu đến từ vị trí của cô Ninh. Khi mà anh ấy sử dụng một loại vũ khí là xe hơi, là một trong những loại vũ khí mà thủ, và kèm với đó là bét hưu nữa, thì thật sự là sát thương rất là nhiều, rất là mạnh. Bây giờ thì tiếp tục chúng ta gặp bạn buồn level 70. Thì ở pha này là bạn ấy đầu tư cho mình hẳn một cái tủ thuốc kèm với đó là Phượng Hoàng. Nhưng mà khá là xui cho bạn ấy khi mà MR Cứu đã sử dụng cho mình Phượng Hoàng. Đủ không đây? À ok, Phượng Hoàng và cả Wow Boom nha các bạn. Cứu rất là sợ đối với những cái cảnh đào như thế này. Tại vì mọi người cũng biết Cứu là một người bắn thiên về siêu cao. Và thật sự những cái va đào của Cứu thì nó không quá là hay. Đấy, gió ngược như thế thì lại ngon. Cứu sợ nó miễn kháng quá các bạn. Nhích nhích nhích. Bò xa thì không có gốc, mà bò gần thì lại sợ. Đấy, một pha bạo kích và cả thần báo luôn. Thì đây là một va đào thành công của mình nha các bạn. Ok. Nói chung Ngọc Phong Ấn cũng là một trong những ngọc mà thật sự rất là ăn tiền ở trong Genny Mobile luôn. Bằng chứng là chúng ta đã sơi màu được Cô Ninh nhờ vào phong ấn và nhờ vào đào nha. Thì bây giờ tiếp tục là gặp say. Thì đây là hình như là của một bạn khách của bên mình thôi. Một bạn khách khá là quen thuộc. Cũng đã quen được 3 năm rồi nha các bạn. Nhưng mà rất đáng tiếc là mình sẽ chơi đào. Tại vì nếu như mà đam thì không biết là bạn có đam lại hay không. Với lại say này thì bạn ấy vừa mới có hai nick lận. Một nick thì khá là cũng tầm 500k hơn, và một nick thì Cứu nghĩ là cũng gần 600 mấy k ấy các bạn. Ok, tiếp tục là một pha đào thành công. Thì liên tục là những pha đào thôi hả mọi người. Nói chung là bây giờ đa số là mua hạt thớp đề về để có thể lực và chơi đào thôi. Chứ nếu như mà đắng ca ra hay là đắng bét rồng vào thì các bạn cũng thấy rồi đó, bị hành tơi bời. Thì bây giờ cũng đã hoàn thành 10 trận đấu. Thì Cứu cũng sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và vẫn tiếp tục là những lời thương mại đó thôi. Thì bạn nào cần nạm mốc ngày hôm nay thứ bảy và chủ nhật có khuyến mãi xu, hay là các bạn cần mua nick Genny Mobi, hay là các bạn cần thanh lý nick hay là bán hộ nick, thì các bạn liên hệ với mình qua Zalo ha. Và một lần nữa Cứu nhắc nhở đối với những bạn mà nếu như đã có giao dịch, đã có kết bạn với Cứu rồi thì thôi. Còn đối với những bạn mới lần đầu tiên tin tưởng và yêu thương ủng hộ mình, thì mong là mỗi kèo giao dịch các bạn nên gọi trực tiếp vào số điện thoại của Cứu duy nhất ở phần mô tả là 0376040326. Hoặc là các bạn có thể tra số điện thoại ra Zalo, hoặc là các bạn có thể call video để xác nhận. Khi nào mà các bạn xác nhận là các bạn là khi nào mà các bạn call video hay là gọi mà được Cứu xác nhận với cái giọng riêng biệt của Cứu này, thì các bạn hãy tiếp tục giao dịch nha, chứ không được là ẩu tả không chết. Các bạn được mời sẵn vào nhóm là các bạn chết liền nha. Cho nên là mong là mọi người hãy cẩn thận hơn vì bản thân của các bạn thôi, chứ không riêng vì không phải vì Cứu đâu. Tại vì thời gian làm 2 năm chung là giả mạo rất là nhiều. Và Cứu thì cũng anh em thì giao dịch qua mình 2 năm qua thì cũng biết là mình cách sống và cách chơi như thế nào rồi. Cho nên là cái việc mà các bạn giao dịch lần đầu thì mong là các bạn cẩn thận hơn. Thì Cứu xin chào mọi người và hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.